Nhằm tôn vinh những doanh nghiệp đã đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Vào ngày hôm nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải thưởng chất lượng quốc gia và giải thưởng quốc tế châu Á Thái Bình Dương. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, năm nay giải thưởng được công bố gộp cả năm 2019 và năm 2020. Qua 25 năm hình thành và phát triển, giải thưởng chất lượng quốc gia đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt và tạo được uy tín đối với các doanh nghiệp, cơ quan quản lý cũng như người tiêu dùng trong xã hội, tôn vinh xứng đáng những doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Do ảnh hưởng của dịch COVID, lần trao giải thưởng này sẽ gộp cả năm 2019 và năm 2020. Theo danh sách được công bố, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định tặng giải thưởng này cho 61 doanh nghiệp trong năm 2019 và 55 doanh nghiệp trong năm 2020. Ngoài ra, có 4 doanh nghiệp được chọn để trao giải thưởng chất lượng quốc tế châu Á-Thái Bình Dương năm 2019.